Trường quý vị, tôi như Hiền Minh Rành đồng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng vào một ngày thứ sáu cuối tuần. Good morning, Như Hiền. Good morning, anh Trọng, và chào quý vị cà phê sáng đang theo dõi chương trình cà phê sáng. Và ngày hôm nay trời rất là nắng đẹp, thưa quý vị. Buổi sáng có ít mây, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 76 độ và thấp nhất là 54 độ. Và cuối tuần này hôm nay trời thời tiết rất là ấm áp, nhưng mà có gió, thế nên quý vị đi ra cũng nhớ mặc áo ấm vì trời hơi lạnh. Và nhiệt độ của chủ nhật lên tới 81 độ lận quý vị, và cuối tuần này rất là đẹp. Nhưng mà quý vị, đó là khí hậu và thời tiết tại miền Nam California. Trong lúc đó, chúng ta hướng về tất cả các tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Tất cả những cái cơn bão cuối cùng của mùa đông đã sẵn sàng tấn công tất cả những thành phố, những tiểu bang ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Như Hiền theo dõi con số như thế nào, thưa Như Hiền? Thưa quý vị, bên cạnh California trời thời tiết rất là đẹp như vậy, thì tới những phía bên mùa đông, những cơn bão cuối cùng của mùa đông năm nay đã di chuyển qua Trung Tây của Hoa Kỳ, và một hệ thống bão cuối cùng của mùa đông sẽ tiếp tục đi xuyên qua Trung Tây, dự kiến sẽ gửi mưa và đem tuyết đến Minnesota và Illinois, và có những cái chuyến bay đã bị cancel vào những cuối tuần này vì tuyết rất là nhiều tại những vùng đó. Đến bây giờ thì chúng ta trở lại Washington DC, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua ở tại Thượng viện của Hoa Kỳ. Đây có thể nói đây là một cái sự kiện làm bỡ ngỡ và kinh hoàng đối với Tổng thống Donald Trump, khi con số 59 trên 41 đã đưa đến một cái tình trạng có thể nói một số lớn tất cả các vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã đầu quân cho đảng Dân chủ để đưa lên một cái con số là 59 vị thượng nghị sĩ bằng lòng với cái gọi là chống lại cái lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tại Hoa Kỳ. Thông qua một cái dự luật vào chiều thứ Năm, tất cả các vị thượng nghị sĩ với con số là 59 trên 41 đã bác bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump liên quan đến vấn đề biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, New Mexico và Mexico. 12 thành viên của đảng Cộng hòa đã tham gia cùng với đảng Dân chủ bỏ phiếu để thông qua nghị quyết này. Tổng thống đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp của mình như một cách để giải phóng tài trợ xây dựng cái bức tường mà ông đã hứa từ lâu dọc biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Việc trước tiên ông đã từ chối cung cấp 5 tỷ đô la mà ông yêu cầu ban đầu, đó là quốc hội họ đã đi đến một cái vấn đề thống nhất là từ chối kích đòi một cái số tiền yêu cầu của Tổng thống cần phải có 5 tỷ đô la. Như yêu cầu ngân sách mới hiện đã đưa ra là tổng số lên tới 8 tỷ đô la, kính thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi, 8 tỷ đô la khi dự luật chuyển sang bàn của Tổng thống Donald Trump và có thể đưa ra quyền phủ quyết đầu tiên của mình trong nhiệm kỳ Tổng thống. Kính thưa quý vị, nếu cái tất cả những cái kết quả của cuộc bỏ phiếu và cái kết quả của dự luật bỏ phiếu này sẽ gửi lên bàn của Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay hoặc là ngày mai, và Tổng thống Donald Trump theo tất cả các giới theo dõi tình hình thì cho biết Tổng thống sẽ sử dụng quyền của mình và veto, tuy nhiên là phủ quyết cái điều này. Đây là một trong những cái lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump sử dụng cái quyền phủ quyết của ông qua một dự luật của tại Thượng viện Hoa Kỳ đưa lên. Mà chắc quý vị đã biết Thượng viện Hoa Kỳ là khối đa số thuộc về đảng Cộng hòa. Đây là một cái đòn mà có thể nói làm cho Tổng thống Donald Trump không còn tin tưởng vào những đồng viện và những người đồng đảng của ông ở trong Thượng viện của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã nói với tất cả các phóng viên trong một buổi lễ ở tại phòng bầu dục, có lẽ tôi sẽ phải phủ quyết và nó sẽ không bị đảo lộn, và chúng ta sẽ có toàn bộ điều mà chúng ta rất quan trọng, đó là thực sự một cuộc bỏ phiếu về vấn đề an ninh biên giới. Nói đơn giản và đơn giản cách rất đơn giản, đó là một cuộc bỏ phiếu cho an ninh biên giới, đó là một cuộc bỏ phiếu và chúng ta ngăn ngừa tất cả các tội phạm. Những hình ảnh mà quý vị thấy trên màn hình, kính thưa quý vị, đó là 12 vị thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã đầu tư cho đảng Dân chủ để bỏ một cái phiếu của lá phiếu, sử dụng lá phiếu của mình để rồi đi đến một cái tình trạng là không công nhận lời tuyên bố là quốc gia Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump vừa đã ban hành vào trong tháng trước. Tuy nhiên sự việc này có thể nói đang nằm ở trên bàn bầu dục của bàn bầu dục ở trong phòng bầu dục, và Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một cái quyết định là veto, có thể nói là ông phủ quyết, và tất cả cái sự kiện này đều trở lại Hoa Kỳ để đại thượng viện, và có thể Tổng thống sẽ sử dụng quyền của ông để trở thành một dự luật. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ gặp quý vị trong giây lát. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta phải trở lại Bình Nhưỡng và để xem tất cả những sự kiện liên quan đến vùng phi hạt nhân của Bắc Hàn tiến triển, và có thể nói tất cả những cái cuộc thương lượng đã dẫn đến một kết quả như thế nào cho đến ngày hôm nay. Vì trước tiên chúng ta phải nói đến nhà lãnh tụ của Bắc Hàn Kim Jong-un, có thể ông sẽ đi đến một cái quyết định về vấn đề trong thời gian là tuần tới, để đi đến liệu có ông
có thể duy trì lệnh cấm trong các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân hay không. Một quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên đã cho biết hôm thứ Sáu, và ông nói thêm rằng Hoa Kỳ đã ném đi cơ hội vàng tại hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa các nhà lãnh đạo của họ. Và Thứ trưởng Ngoại giao Jun Sun-ho phát biểu tại một cuộc họp của Ngoại giao và Truyền thông nước ngoài, bao gồm cả Associated Press, tại Bình Nhưỡng cho biết Triều Tiên thất vọng sâu sắc trước sự thất bại hai bên trong bất kỳ thỏa thuận nào tại Hội nghị Thượng đỉnh Hà Nội giữa Kim và Tổng thống Donald Trump. Và bà nói rằng Bình Nhưỡng hiện không có ý định thỏa hiệp hoặc tiếp tục đàm phán, trừ khi Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp tương xứng với những thay đổi mà họ đã thực hiện, chẳng hạn như lệnh cấm 15 tháng về các vụ nổ và phóng thử nghiệm thay đổi tính cách chính trị của họ. Kính thưa quý vị, Châu là một trong những người tham dự cuộc hội đàm vào ngày 27-28 tháng 2 tại Hà Nội đã cho biết ông Kim đã bối rối trước những gì mà bà gọi là vị trí đàm phán về lập dị của Hoa Kỳ. Bà cho rằng trong khi Tổng thống Donald Trump sẵn sàng nói chuyện với một bầu không khí thù địch và ngờ vực đã được tạo ra bởi những yêu cầu khoan nhượng của Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Bà nói rằng các tuyên bố của các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump kể từ hội nghị thượng đỉnh đã làm cho khí hậu trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù như vậy, bà vẫn cho biết quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hoa Kỳ thật là tốt lành và rất là tuyệt vời. Bà ấy đã nói hoàn toàn tùy thuộc vào việc ông Kim có tiếp tục khởi động và thử nghiệm lệnh cấm hay không, và nói rằng ông ấy hy vọng ông sẽ làm rõ vị trí của mình trong một thời gian ngắn tới đây. Và bên cạnh đó, và cũng có trên đường trở về quê hương, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nước nói vì lý do gì mà chúng ta phải thực hiện chuyến đi tàu bay một lần nữa. Và cô ta nói rằng tôi muốn nói rõ ràng lập trường giống như gangster của Hoa Kỳ cuối cùng sẽ khiến tình hình gặp nên nguy hiểm. Chúng tôi không có ý định thỏa hiệp với Hoa Kỳ bất cứ hình thức nào và cũng không có ý mong muốn hoặc kế hoạch tiến hành loại đàm phán này. Kính thưa quý vị, bà Châu cho rằng là chính sách Hoa Kỳ đã quá khắt khe và thiếu linh hoạt. Bà gọi rằng tất cả các vụ yêu cầu phi hạt nhân hóa trước khi các lệnh trừng phạt được xoa dịu là một sự ngụy biện ngớ ngẩn. Lẽ nhiên bà đưa ra một cái điều là bắt buộc Bắc Hàn phải xóa bỏ tất cả các dàn vũ khí hạt nhân, cũng giống như là tạo nên những cái vùng toàn bộ là phi hạt nhân hóa, nhưng trong lúc đó thì không cung cấp và không ra lệnh cấm vận, cũng như giải tỏa tất cả những cái gọi là lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Hàn. Bà cho biết mặc dù người dân nghèo và các người quân đội và các quan chức của ngành công nghiệp đạn dược đã gửi cho ông Kim hàng ngàn lá đơn thỉnh cầu để không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân, tất cả những người dân, cho dù là thuộc giai cấp nghèo, cho tất cả những công nhân, cho tất cả những người phục vụ trong quân đội, đó họ đã tiếp tục đưa lên những nguyện vọng của họ với ông Kim Jong-un và yêu cầu phải giữ vững một cái nền an ninh, đặc biệt là qua tất cả các vấn đề hạt nhân mà Bắc Hàn đã đầu tư trong những thời gian vừa qua. Một điều rõ là Hoa Kỳ đã vứt bỏ một cơ hội bằng vàng lần này, đó là lời của bà Châu nói. Tôi không nhắc chắc tại sao Hoa Kỳ lại đưa ra một cái mô hình khác biệt. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu loại bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt. Đến bây giờ thì bà khẳng khái nói rằng là theo lời họp báo của Tổng thống Donald Trump là nói rằng chúng tôi muốn yêu cầu gạt bỏ đi tất cả những cái lệnh trừng phạt hoàn toàn. Nhưng bên cạnh đó thì hôm nay bà cho biết rằng bà không yêu cầu tất cả những cái lệnh trừng phạt phải dỡ bỏ hoàn toàn. Cô từ chối bình luận trực tiếp khi được một trong những người đại sứ hỏi về báo cáo tin tức mà Triều Tiên có thể đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa hoặc một vụ phóng vệ tinh khác. Thì kính thưa quý vị, cô đã không trả lời về câu hỏi này và cho hay rằng duy trì lệnh cấm này hay không là quyết định của Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước của chúng tôi. Và cô nói một trong những chức danh của ông Kim và ông ta sẽ đưa ra quyết định trong một cái khoảng thời gian ngắn tới đây. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì tất cả các người dân Triều Tiên đang đi vào một cái vấn đề khác là họ tôn thờ lãnh tụ của họ, đó là ông Kim Jong-un, và họ hoàn toàn giao phó cái trách nhiệm liệu chúng ta tiếp tục phóng, chúng ta thử nghiệm tất cả các vấn đề phóng hỏa tiễn có thể mang đầu đạn hạt nhân đi, cũng giống như tất cả các hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Hàn, đó là tùy thuộc vào chủ tịch của họ Kim Jong-un. Nhưng với tất cả những gọi là cái sức sống mãnh liệt và một cái cao trào dâng lên, thì tất cả người dân Bắc Hàn hiện nay đều cho rằng họ đứng sau lưng ông Kim Jong-un và đã đưa lên những cái kiến nghị để nói rằng họ cần
có một cái vũ khí hạt nhân để bảo vệ nền an ninh của họ. Như vậy tất cả những sự kiện trong thời gian qua bây giờ trở lại là con số 0, và mọi người đều nghĩ rằng vùng bán đảo Bắc Triều Tiên lại trở lại một cái vùng có thể gây nên nguy hiểm và chiến tranh hạt nhân bất cứ lúc từ lúc nào. Đó là một vài sự kiện mà chúng tôi thấy tình hình quan trọng ở tại Bắc Hàn để gửi đến quý vị. Bên cạnh đó thì bây giờ chúng ta trở lại một trong những cái sự kiện quan trọng, chiếc máy bay Boeing 737. Nếu quý vị có điều kiện xem xét tất cả những cái chi tiết của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8, quý vị có thể tưởng tượng được đây là một trong những cái một kết quả của một hành trình khó khăn mà hãng Boeing đã đạt được. Việc trước tiên chúng ta nói đến có đến 5.000 cái đơn đặt hàng máy bay 737 MAX 8. Đây là dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing. Mà một cái sự kiện đau khổ nhất là hiện nay đang phải không được gọi là on the ground, tuy nhiên là hạ cánh ở dưới đất, và không được sử dụng cho đến khi cái lệnh cấm máy bay này hoàn toàn được tháo gỡ. Nếu vì có điều kiện nhìn qua thì chiếc máy bay chiều dài của nó lên tới 39m52. Điều đó có nghĩa rằng là cái chiều dài của chiếc máy bay được khoảng 40m. Cái sải cánh của nó một chiều dài là 35m9, tuy nhiên là có khoảng 36m kể từ cái cánh bên tay trái qua cánh bên tay phải. Giá tiền của máy bay này là bao nhiêu nè? 120 triệu đô la. 120 triệu đô la. Nó bao gồm bao nhiêu cái ghế trên đó tất cả? 210 ghế anh Trọng. Nhưng mà tầm bay của nó thì bao xa? Cái tầm bay của nó là 6.570 km, như quý vị cũng thấy ở trên cái bản đồ đó. Vâng, kính thưa quý vị, động cơ thì nó có động cơ LEAP IB, tuy nhiên là của CFM International, một trong những cái hãng cung cấp động cơ cho chiếc 737. Chắc là thời gian gần đây quý vị đã thấy 100 chiếc 737 MAX 8 đã được đưa giao cho tất cả các hãng hàng không trong số 5.000 chiếc đặt hàng, và hiện nay thì con số bàn giao đã lên tới một con số kỷ lục là 300 chiếc. Cho đến ngày 30 tháng 8 năm 2011, Boeing công bố 737 MAX 8 là gồm có 4 thế hệ, gồm có MAX 7, MAX 8, MAX 9 và MAX 10. Và đến ngày 8 tháng 12 năm 2015 thì chiếc 737 MAX 8 đầu tiên đã được xuất xưởng. Cái xưởng của 737 MAX 8 nằm ở Renton, một trong những thành phố rất là yên lành ở tiểu bang Washington. Đến ngày 29 tháng 1 năm 2016 thì lần đầu tiên chiếc này được cất cánh. Và ngày 9 tháng 3 năm 2017 thì được Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cấp giấy chứng nhận. Tất cả các chiếc máy bay mà được lưu hành trên bầu trời thì việc trước tiên là phải có giấy phải chứng đi qua nhận FAA. FAA. Ngày 17 tháng 5 năm 2017 thì hãng Malindo Air Malaysia nhận được 737 MAX 8 lần đầu tiên. Và đến ngày 29 tháng 10 năm 2018 thì kính thưa quý vị, chiếc 737 MAX 8 của Lion Air gặp tai nạn. Đây là khởi đi cho một cái sự kiện mà đã đưa đến những cái vấn đề khó khăn cho hãng Boeing. Chiếc máy bay của hãng hàng không Indonesia đã đáp máy bay rời khỏi phi trường Jakarta, và chỉ có mấy phút đồng hồ sau thì đã lao xuống ở bãi biển kế cận bên phi trường của Jakarta, và đưa đến một trong những cái thảm khốc cho nhân loại của trong ngành gọi là giao dịch và phục vụ hàng không, lên tới 189 người bị ra đi. Vào ngày 10 tháng 3 năm 2019 thì 737 MAX 8 của Ethiopia lại gặp tai nạn, và lần này thì đưa đến con số là bao nhiêu người thưa như vậy? Đưa đến con số là 157 người thiệt mạng lận quý vị. Và theo thông tin cho biết rằng là ngày 13 tháng 3 năm 2019 là Boeing đã đề xuất FAA đình chỉ tạm thời tất cả là 737 MAX trên toàn cầu. Khi cấm vận như vậy thì Boeing có thể mất tất cả là 5 tỷ đô la khi toàn bộ 737 MAX bị cấm bay. Và cái một máy phần mềm được sửa chữa tại Boeing như ngày hôm qua như cũng đã nói với quý vị sẽ được release, là sẽ được đưa ra vào tháng 4. Với được sửa thì lúc đó không biết máy bay có được tất cả là được bay lại không anh Trọng? Hiện nay thì nó có tới 40 nước ngưng bay hoặc cấm 737 MAX vào không phận. Và đến ngày 15 tháng 3 năm 2019 thì Boeing ngừng giao các đơn đặt hàng
các đơn đặt hàng 737. Kính thưa quý vị, đó là tiến trình của cuộc hành trình 737 MAX 8. Và hiện nay thì hãng Boeing đang đi từng bước để có thể nói là sau cái hộp đen mà được giải tỏa, nói ra tất cả những dữ liệu tin tức từ Paris cũng giống như tại Pháp, thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái cuộc hành trình mới của hãng Boeing đối với loại máy bay 737 MAX 8. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong giây lát. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, quý vị cùng với chúng tôi lại có cơ hội gặp bác sĩ Michael Đào cũng như bác sĩ Nguyễn Quang Ly vào chương trình Y tế hàng tuần. Nhưng trước khi chúng tôi đi vào tin tức Y tế hàng tuần thì có một cái tin đặc biệt mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả những người Mỹ gốc Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Một cái tin đã làm cho người Mỹ gốc Việt của chúng ta có thể nói không mấy hài lòng, vì đây là một sự kiện liên quan đến vấn đề khủng bố ở trên mạng. Tin đánh đi thì cho biết rằng cô Kim Anh Võ, 20 tuổi, người ở thành phố Hibiscus của tiểu bang Georgia, đã bị nhà chức trách Hoa Kỳ bắt vào ngày 12 tháng 3 vừa qua vì với một cái tội là hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo có tên là ISIS. Trên trang của tờ The Atlanta Journal Constitution đã trích lời công tố viên liên bang tại tiểu bang New York đã cáo buộc cô Kim Anh đã gia nhập một nhóm trên mạng có tên là United Cyber Capital, đương nhiên là tạm dịch là Liên Hiệp Mạng. Và một cái tổ chức này có thể nói là họ đã thề trung thành với ISIS và thề quyết thực hiện các cuộc tấn công và xâm nhập vào hệ thống mạng và nhắm vào người Mỹ, theo một cái thông cáo được đưa ra chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào hôm 12 tháng 3 vừa qua. Thưa quý vị, cũng theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, kể từ khi bà Kim Anh gia nhập nhóm này, trong số các nhiệm vụ của bà là thành lập ra một cái danh sách tiêu diệt, bao gồm tên, địa chỉ và các chi tiết nhận dạng khác của các binh sĩ và nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong một danh sách tiêu diệt được lập từ tháng 4 năm 2016 đã liệt kê khoảng 3.600 người ở các thành phố New York và nhóm này tuyên bố chúng tôi muốn họ chết. Hai năm trước, nhóm này đã đăng một danh sách tiêu diệt khác với danh tính của gần hơn 8.000 người và đăng kèm một video có nội dung chúng tôi có một thông điệp gửi tới người dân Hoa Kỳ và quan trọng nhất là Tổng thống Donald Trump. Nên nhớ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục gây chiến với các người. Đoạn video có nội dung dường như là hình ảnh của một người đàn ông bị chặt đầu. Kim Anh đã tìm cách tuyển dụng người tham gia vào nhóm hỗ trợ với họ và những nỗ lực để nhằm tấn công mạng cũng giống như tin của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra. Trong số những người được cho là bà Kim Anh tuyển dụng đã có một vài vị trẻ thành niên sống ở Na Uy. Để xây dựng một video trực tuyến, cô đã có một cái nội dung đe dọa một nhóm phi lợi nhuận chuyên thúc đẩy chống lại các hệ thống có tư tưởng cực đoan và có trụ sở tại thành phố New York. Cô Kim Anh được cho là đã dùng các trang mạng lưới như là Miss Bonner, Yoko và Kitty Lee để tuyển dụng tất cả các thành viên. Nhưng thưa quý vị, kém may mắn cho chúng ta là một người Mỹ gốc Việt đã có những cái hành động mà có thể nói được nhân dân Hoa Kỳ, bất kỳ từ nhóm này, màu sắc này, màu sắc da màu này hay là một cái tôn giáo nào đều lên án về vấn đề gọi là tuyên truyền và để có hành động giết tất cả những người dân Hoa Kỳ vô tội với cái danh xưng là một thành viên của ISIS. Đây là một sự kiện có thể nói làm cho chúng ta hơi kinh ngạc. Bởi thế chúng tôi muốn gửi đến quý vị cái tin vào sáng nay trước khi chúng ta đi vào phần nội dung với bác sĩ Mai của Đảng và bác sĩ Quản Lý. Chào hai bác sĩ, hôm nay thì bác sĩ cho phép chúng tôi gửi một cái tin mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng đối với người Việt chúng ta, thưa bác sĩ. Hôm nay thì trở lại cái phần gọi là chương trình y tế hàng tuần, bác sĩ khỏe không? Được bác sĩ ha. Và chào quý vị. Một cái tin mới mà đón nhận là bao nhiêu người đón nhận là mùa đông đã qua rồi bác sĩ, sắp sửa đón nhận mùa xuân đến rồi. Cuối tuần này rất là ấm áp. Đúng, mùa đông qua rồi nhưng mà actually cái tiên đoán á là cái second flu, là cái đợt thứ nhì của flu vẫn còn có thể. Wow. Tại vì ở những tiểu bang khác á, họ có cái second đợt nhì á của cái flu nó vẫn đang hoàn thành chút xíu. Thành ra mình cũng nên cẩn thận chút xíu. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã cho chúng tôi những cái tin đặc biệt để quý vị biết rằng mùa đông đã qua đi nhưng bệnh cúm thì vẫn chưa qua, còn lạng vạng ở đâu đây. Và theo lời bác sĩ Ba Cô Đạo cho biết rằng có thể cũng sẽ tiếp tục hoành hành
biệt là quận Cam của mình có bị gì không? Có thể bị trong một vài tuần tới. Dạ, vài tuần tới. Đến bây giờ thì thưa bác sĩ, một số những người mà theo dõi chương trình hôm nay họ muốn đưa ra một cái câu hỏi và hy vọng bác sĩ có câu trả lời có thể nói làm cho họ hiểu biết nhiều về vấn đề gọi là thuốc trụ sinh, thưa bác sĩ. Vâng. Thật sự thì bao nhiêu người họ nói rằng họ bị dị ứng thuốc penicillin khi họ nói là họ bị dị ứng, và làm thế nào để biết họ bị dị ứng thuốc penicillin, thưa bác sĩ? Thì cái quý vị nghe, bác sĩ lưu biết là mình là bác sĩ, mà khi mà mình đến hỏi bệnh nhân mình, bệnh nhân đầu tiên đến mà gặp người bác sĩ hỏi là ok, người bệnh nhân có bị phản ứng tới thuốc men gì hay không, đúng không? Đầu tiên nhất là những cái đó, trước khi mình cho thuốc, trước khi mình khám bệnh là mình hỏi hết những câu hỏi đó. Thì rất nhiều người Việt Nam của mình để là tôi bị phản ứng với penicillin, đúng không? Anh Lưu nhớ không, là rất nhiều người bệnh nhân để là ô tôi phản ứng với penicillin, thuốc pi á, thuốc pi gọi là pi gì đó. Nhưng mà rồi cái việc thực tế ra ở Hoa Kỳ nha, ở Hoa Kỳ theo danh sách đó, có khoảng 25 triệu người họ claim, họ nghĩ là họ bị phản ứng tới trụ sinh penicillin. Nhưng mà thật sự ở một đại học McMaster ở Ontario, anh Lý biết là cái đại học đó là một trong đại học rất là nổi tiếng của Canada, một trong những đại học mà top của Canada, thì các bác sĩ họ đó họ nghiên cứu thì họ thấy là thật sự 10 người mà nói là bị phản ứng với penicillin thì thật sự mà nói 9 người rưỡi không có bị. Chín người rưỡi là chín trăm người mà nói là bị thì 95% thật sự không có bị. Không có bị. Họ chỉ nghĩ là họ hồi lúc còn nhỏ hoặc là lúc mà mình chưa có hiểu biết lắm, còn mình nghĩ là mình phản ứng mà mà thật sự chỉ là dị ứng, mà gọi là phản ứng phụ thôi, chứ hay là mình uống nó gọi là side effects, tiếng Mỹ gọi là side effects. Càng nhiều cái loại thuốc trụ sinh mà quý vị uống như là Levaquin nè, Quinolone á, là uống thường nó bị nó bị khó chịu bao tử, nó bị nôn, nauseated, hay là nó bị choáng váng mặt mày, đó là hoặc là mất ngủ, đó là cái phản ứng phụ của nó chứ không phải là mình bị react to cái thuốc đó. Khi mà quý vị nói là mình phản ứng với cái thuốc á, nghĩa là khi uống thuốc vô là người mình nó nổi mề đay đầy hết cái mũi đỏ, rồi mình tắt thở nữa, nếu mình không cứu là mình tắt thở nữa, đó là gọi là cái allergy. Rồi nhiều người Việt Nam của mình, nhất là Việt Nam những ông cụ bà cụ lớn tuổi chút xíu á, là nói là hồi xưa lúc mà tôi chích penicillin vô cho xỉu cái đùng cái là tôi bị phản ứng cái thuốc đó. Thật sự chưa chắc, tại vì khi mình chích vô nhiều người á, là tôi biết người ta xỉu là vasovagal, tại vì là nhiều người họ sợ cái kim hay gì đó, hoặc là even cả trong những người lớn, ở người trẻ mà đô con nữa. Không biết anh Ly có không, anh chồng với Nguyễn Huyền biết không, có nhiều anh á bự con lắm, người mà đi tập hạ bự con, người nổi cuồn cuộn mà vô đưa tay ra cô y tá chích vô lấy máu đáng đùng. Đó là vasovagal, quá sợ quá. Cái hoảng hốt của người ta, chứ không phải thật sự là người ta phản ứng tới thuốc đó. Do đó quý vị nhớ là, mà thật sự mà nói, nhiều người bệnh nhân của Michael đến nói là bà phản ứng với penicillin lúc ở Việt Nam á, mà ở đây chú uống amoxicillin, ampicillin uống đều quá, không có bị gì, không có bị gì hết. Tại vì penicillin với lại amoxicillin cùng gia đình nhau, rất là gần với nhau. Nếu mà mình nói mình phản ứng với penicillin mà mình uống thuốc amoxicillin tỉnh thì mình có thử được, mình có thể đến bác sĩ allergy họ thử được, hay đến bác sĩ gia đình cũng được. Nếu mà bác sĩ gia đình mà comfortable á, họ thử với mình cho họ, họ trên bụng mình cũng được nè, họ lấy một chút xíu penicillin thôi, lấy như trong một chút xíu, giống như cái kim chích mà insulin vậy á, cho lấy chừng 1/10 cc mà thôi, hay là ít hơn nữa, họ chích dưới cái da của mình, ngay chỗ cái bụng mình nè, rồi quan sát, nếu mà có gì thì cái kim khác, đỏ lên, đỏ hay nó nổi mà đầy đầy hết rồi, thì nó bắt đầu khó thở. Thì không có thuốc giải hay họ chích vô cái liền là hết tiền rồi, là ta biết ok, thật đó là mình phản ứng với thuốc penicillin, mà chích vô mà tỉnh queo không gì hết thì ok. Là mình không... Bây giờ là quý vị đừng có lo, là 100 người thì chưa hẳn chỉ có tới 5 người là bị phản ứng thôi, thành nên đừng có lo ngại nhiều, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì Duy Huyền lại có câu hỏi gì với bác sĩ nè. Thưa quý vị, có một cái câu hỏi cho giới trẻ, đó là giới trẻ bây giờ bị tăng cái bệnh trầm cảm, lo âu buồn phiền, thì có cái cách nào để mà ngăn kẹp không bác sĩ hả? Wow, kính thưa quý vị, cái thời gian vừa qua đó, mình người ta gọi là thế hệ trẻ là thế hệ mà millennial, thì ở bên UK họ có nghiên cứu một cái này rất là hay. Họ chia ra hai nhóm millennial, một nhóm là sinh năm 1990, quý vị biết là từ năm 1980 đến khoảng chừng năm 2000 á,
Nếu mà những em trẻ mà sanh ra trong thời gian đó thì họ gọi là cái thế hệ millennial thế hệ. Rồi họ chia ra hai khúc, một khúc là sanh năm khoảng chừng 90-92, rồi một đoạn nữa là từ năm 2000 tới 2002. Bây giờ là cũng 18-19 tuổi rồi. Còn cái em kia thì cũng 20 mấy tuổi rồi. Thì họ thấy là cái thế hệ trẻ millennial, rồi cái nhóm mà sanh đẻ từ năm 2000 á tới năm 2002 á, cái nhóm đó là nhóm đầu tiên trong lịch sử mà lúc nào nó cũng có gọi là social media. Nó liên lạc với nhau về social media không thôi. Mấy bây giờ 18, 19, 16, 17 tuổi là quý vị biết là lúc nào cũng computer, iPhone á. Tất cả cái gì cũng qua phone hết á. Social media, Instagram, Snapchat, nó nói chuyện với nhau cũng qua phone hết. Ít khi mà nó gặp mặt nhau mà nói chuyện và interact với nhau. Thì do đó họ thấy là cái đó, nhóm đó sanh năm khoảng chừng 2000 tới 2002 nó ngủ ít hơn, ít ngủ hơn là cái gì vậy ha, cho rồi nhưng cái thời gian nó không ngủ đủ 8 tiếng vì ví dụ có thể là lên tối về Snapchat hay là Instagram hoặc là lên chơi computer chơi game, bởi vì bây giờ chơi game là chơi cả thế giới luôn trên mạng á, là mình không cần phải gặp mặt nhau, không biết nhau mà có thể chơi bên Việt Nam, có thể chơi bên Pháp, chơi đâu cũng được nữa. Đúng đó, mà nó thì nhiều khi nó ở đêm, nó thức đêm nó chơi game nữa. Rồi thấy là cái body mass index là nó mập hơn cái là cái thế hệ sinh năm 1990 đến 92. Thì họ thấy là nó buồn hơn, nó bị hơi bị trầm cảm hơn, nó có cái bệnh trầm cảm nhiều hơn. Nhưng mà đặc biệt là nó open để mà nó willing to go to see a doctor. Tức là nó biết nó trầm cảm, nó biết nó buồn, nó lo lắng. Tại vì bây giờ thứ nhất bên cạnh cái media là bây giờ là nhớ là cái economy cũng không được strong lắm nè. Rồi khi mà đi học á là bây giờ là cái nợ sắp tới nè. Bây giờ chẳng hạn như các em sinh năm 2000 bây giờ là 18-19 tuổi đi học thì you know, lo lắng về cái nợ như khi bây giờ học một bác sĩ học ra nợ cả nửa triệu đồng dễ dàng thì rồi sao mà trả được thì đủ thứ rồi. Bây giờ là mấy thế hệ trẻ đi vào đại học lại còn lo sợ một cái nữa, bố mẹ mình đút lót tiền vào cho mấy đứa đó nữa bị bắt nữa, lại cả một vấn đề không có đi học được không nữa. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái số mà trong những cái triệu chứng lo âu buồn phiền đang trên đà gia tăng, mà theo quý vị vừa theo dõi vừa qua với bác sĩ Michael Đạp thì thế hệ trẻ bây giờ họ sử dụng lên mạng social gọi là social nhiều đó bác sĩ, social media nhiều đó, thành ra nó mang vào cái tình trạng như vậy. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình y tế hàng tuần và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.